Mình và chồng mình, anh Cường, đã bàn với nhau rằng là sẽ mua một cái ghế chống gù để cho con gái ngồi học, có thể ngồi tốt hơn. Tại vì như các bạn biết thì bạn lớn nhà mình hiện tại đang học lớp 1. Tuy nhiên cái việc mà các bạn ý ấy, ngồi học ấy thông thường sẽ diễn ra rất là lâu. Tại vì các bạn ý chép bài vở cô giao về nhà ấy, thật sự là chép rất là lâu luôn. Thế cho nên là rất là nhiều lần mình cũng định mua nhưng mà cứ chần chừ. Và hôm nay thì mình sẽ quyết định đi tìm mua cho con một cái ghế ngồi học tốt hơn để con có thể ngồi học mà không bị mỏi. Và không biết là cái phản ứng của con gái khi mà nhận được món quà này sẽ như thế nào. Mời các bạn cùng đi với mình và cùng xem hết video này để theo dõi xem phản ứng của con gái sẽ như thế nào nhé. Bây giờ mình đã đi lên đường rồi này mọi người. Đi ra đường và mình sẽ đi dọc phố Đê La Thành để chọn. Ok, hello mọi người. Con trai thì đang chơi bóng này, đang chơi bóng trong nhà. Bây giờ đây, sao đây mẹ đá bóng, chơi bóng baby. Chơi một lúc thôi nhá. Con trai đang đòi mẹ đá bóng. Mẹ đá hơi siêu luôn đấy nhá. Ô siêu quá. Đi qua chân pin mà. Mẹ đang làm gì đây? Con đang ấy làm. Làm bài gì đấy? Làm xong mấy bài mẹ giao chưa? Con làm xong một bài là con đang làm bài 2. Thế à? Thế có thích nhận quà không đấy? Đoán thử xem mẹ tặng quà gì. Thế con có thích nhận quà không? Thì con có. Có à? Mà thử đoán xem mẹ sẽ tặng cái gì. Mẹ sẽ tặng con gái gì nào? Con không biết đâu. Thử nghĩ xem, bút hay sách hay vở hay là cái gì đấy, thử nghĩ xem. Bút à? Bút thì nhiều quá rồi gì, bút đầy bút rồi gì, bút máy cũng có này. Mất thì lại mất, suốt ngày mất. Mẹ thấy con nào thì mất sách này, mẹ mua lần thứ hai rồi, xong rồi bút lại mất tiếp, lại phải mua tiếp, tốn tiền của mẹ lắm. Chắc là cái quay à? Ôi, sao biết? Eo. Biết rồi à? Thì bây giờ mẹ sẽ tiên tiên. Bố bê vào đây bố ơi. Đây, tặng con gái này. Con thích ghế này. Con thích ghế này à? Chỉ nhạt nhẽo thế thôi à? Thế như thế nào? Con phải nói như thế nào nhỉ?
con nói như thế nào nhở? Con kiểu cảm xúc chỉ nhàn nhạt thế thôi hả con? Thích không? Con thích không? Con có. Thử ngồi sang xem nào, bóc bóc mẹ, bóc cái lớp ni lông ra, bố hiểu. Bố vào bố giúp con nào. Mẹ. Bố vào để bố vào bố bố giúp con gái bóc ni lông ra nhá. Đắt hơn cả ghế của mẹ ở dưới đấy. Ôi hơi bị xịn sò luôn ý. Ghế này con ngồi con sẽ không bị mỏi. Con đấy, thấy không? Đấy. Con điều chỉnh lên xuống nhá. Thấp xuống ấy. Này phải chăm học nha, học phải cố gắng giỏi nhá. Phải dành nhiều điểm 10 cho mẹ, 8, 9 có rồi thì phải 10 nhá. Cố gắng ha. Có ghế đâu, phải cố gắng học giỏi, học tốt hơn. Ok. Bin lên, em Bin cho em Bin ngồi thử xem. Mới nên là nó dán ni lông ạ. À. Bây giờ mình phải bóc ra chứ. Đẩy nó lên như này, đây mẹ bảo. Đây con đẩy lên này. Hả? Hất lên con. Ôi, hất lên. Đừng hất lên lại xuống, nó hỏng đấy. Ôi trời ơi, nó hỏng đấy. Con gái đang lo ghế sợ hỏng. Giờ thì con gái đã ngồi học trên ghế rất là chăm chỉ. Ra đằng sau cho nó thoải mái. Thích không? Ngồi sang ghế xoay thoải mái hẳn đúng không? Đúng không? Đúng không con? Sao? Sau này em lớn thì mẹ sẽ mua, khi nào em học lớp 1 thì mẹ sẽ mua. Hai bạn thì vừa hai chị em vừa tranh nhau ghế mới. Sau một hồi thì em Bin mẹ giải thích xong rồi cũng phải nhường cho chị, nhưng mà chị thì vẫn ấm ức.
vậy là các bạn đã biết được kết quả con gái mình như thế nào khi mà nhận được món quà của mẹ rồi đấy. Thật ra là bạn cũng không quá bất ngờ, tại vì trước đó thì cũng đã bị em Bin mét trước rồi. Thế nên là bạn cũng đã biết món quà của mẹ tặng là gì rồi ấy. Và có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau, chia sẻ về những kỷ niệm trên kênh của gia đình mình nhé. Mong rằng gia đình sẽ được mọi người ủng hộ. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Xin chào.